Tôi xin chào tất cả anh em đam mê chơi chim cu gáy. Thì cũng cảm ơn tất cả anh em thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ cái kênh cu gáy Đồng Nai. Thì ngày hôm nay tôi xuất hiện cái mặt và ngồi nói chuyện như là giao lưu với anh em như thế này. Thì cái đầu tiên là để giao lưu với anh em, và thứ hai là tôi sẽ trả lời những câu hỏi trong cái thời gian vừa qua mà một số anh em đã hỏi tôi trên cái kênh cô gái Đồng Nai này. Có rất nhiều câu hỏi và tôi sẽ tổng hợp và trả lời một số câu hỏi. Thì một số anh em xem cái kênh của tôi thì thấy tôi đăng một số cái clip, có một số con mồi cô gái con mồi trên kênh, thì có một số anh em hỏi mua. Thì thật ra thì những con chim đấy thì tôi để chơi nghe đánh và ghi hình để đăng lên kênh để anh em xem tham khảo, hoặc là để kích bổi tập cái mồi là chúng tôi. Còn thật ra thì tôi có bán những con chim đấy. Thì nếu như có một số con nào đấy mà tôi bán thì tôi sẽ làm clip tôi đăng lên để anh em xem, và anh em nào ở gần thì có thể là tới mua. Còn trước mắt thì tôi để chơi, tôi không bán. Đó, anh em thông cảm. Một vấn đề nữa là có một số bạn mà hỏi là tôi có bán chim bổi không. Thì thật ra khu Đồng Nai của tôi thì bổi bây giờ anh em chơi rất là nhiều, đi bàn tay đánh bẫy rồi đi lưới, cho nên là chim bổi ở ngoài hầu như là không có. Mà nếu như có thì hầu như là cũng bị anh em đánh tiếp rồi, cũng bẻ hết rồi, nó né được giò rồi rất là khôn, cho nên là rất là khó bắt, cho nên tôi rất là bị bi. Thì tôi thời gian này thì tôi những cái mồi của tôi để ở nhà, tôi rất ít tiêm đi, cho nên là hầu như là không có bổ để bán, cho nên anh em không cả. Số anh em cũng quan tâm và hỏi tôi là tôi ở đâu, ở Đồng Nai, tôi ở huyện Tân Phú. Thì anh em nào ở gần có thể tới giao lưu. Các bạn có hỏi là sau khi xem những cái clip trên kênh thì có hỏi xin những cái file MP3. Thì thật ra thì tôi cũng biết tôi tự gửi cho anh em cái cách nào, mà tôi cũng đã tự gửi rồi, nhưng mà gửi qua mail nhưng mà không được. Cái file rất là nặng, gửi qua là cái mail rất là nặng, cho nên là không thể gửi được. Tôi đã từng tự gửi rồi, và một số anh em thì cũng để lại cái Gmail và yêu cầu là gửi qua cái gửi file qua cái mail đấy. Thì tôi cũng đã gửi nhưng mà không được, tại vì cái file rất nặng, cái clip chúng tôi làm ấy. Trên 10 phút mà có những clip là mấy chục phút, cho nên là nó cái thời lượng dài, cái wide đó là nặng, cho nên là không thể gửi được. Thì anh em rất thông cảm. Anh em rất nhiều anh em hỏi xin cái file trên cái kênh của tôi và rất nhiều những kênh khác nữa, cho nên là chúng tôi không thể gửi được, anh em thông cảm. Có thể mà anh em tải về thẻ nhớ anh em sử dụng cũng được, anh em tải về trên YouTube hay tải trên máy tính, trên điện thoại thì thật ra thì cũng tải được, nhưng mà nó tôi không sử dụng, tôi chỉ sử dụng trên máy tính. Nếu cần thiết thì thời gian tới tôi sẽ làm một cái clip hướng dẫn anh em tải cái file trên YouTube ấy, anh em tải về máy về thẻ nhớ anh em sử dụng. Còn tôi thì không thể được, phải rất nặng. Thứ hai nữa là những cái đoạn clip như thế này thì có nhiều lúc những cái con mồi nó
không gãy thì cũng có thể chỉnh sửa cắt ghép, bỏ loại bỏ những cái đoạn không gãy đi thì để lại thì những cái đoạn là đang gãy đó. Cho nên anh em xem video thì thường thấy một số đoạn anh bị cắt ghép đó, thì từ từ file gốc thì anh em không thể dùng được, còn những cái file hoàn chỉnh rồi thì rất là nặng, cho nên anh em thông cảm. Thì thời gian tới tôi sẽ làm cái clip hướng dẫn anh em tải những cái file nó về máy để anh em sử dụng. Anh em nào anh em chưa biết rồi thì anh em nào biết rồi thì thôi. Thì cái video này tôi làm mà ngắn gọn để trả lời một số câu hỏi anh em. Thì tôi cũng một lần cảm ơn anh em thời gian qua đã ủng hộ cái kênh Cô Gái Đồng Nai này. Thì kênh này tôi mới lập được một tháng mà anh em tương tác rất tốt, anh em ủng hộ rất là nhiều, được đăng ký rất là lớn, rất là nhiều. Tôi xin cảm ơn tất cả anh em thời gian qua đã ủng hộ kênh. Và tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau.